bên trong nội dung chia sẻ và cái việc xuất file của Canva nó bao gồm những gì? Mời xem video clip nhé. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Và tiếp tục chúng ta sẽ đi tới cái phần mà chia sẻ đối với là cộng tác viên, cũng như là cái phần mà xuất file của Canva Pro nó sẽ có những cái chức năng gì. Ok, như các bạn đã đi qua những video trước thì các bạn có thể là hiểu được cái cách mà chọn được cái thể loại như thế nào, rồi bạn có thể là biết được những cái tính năng công cụ của Canva Pro nó ra sao. Thì đến cái công đoạn cuối cùng, sau khi mà chúng ta có thể là thiết kế xong những thứ như thế này thì các bạn sẽ đi tới là cái phần mà chia sẻ đây. Cái phần chia sẻ ở đây thì các bạn có thể là thêm vào cái thành viên ha, để truy cập. Thì các bạn có thể là đánh cái địa chỉ email của họ vào. Ví dụ đây là Tân sẽ đánh một cái địa chỉ email. Địa chỉ email giả sử thôi nha. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có ba cái quyền, là một là sửa, hai là bình luận và ba có thể xem. Nếu mà ai sử dụng Google Drive thì rất là quen thuộc với cái này ha. Sửa là có thể tác động vào những cái file mà bạn đang làm. Hai là bình luận là chỉ là đưa những cái thông tin đóng góp ý kiến thôi. Còn ba thì xem là chỉ nhìn thấy thôi hoặc là đào về thôi, chứ không làm gì được hết. Đó, đó là những cái mà bạn có thể thấy được. Còn bạn xem trước là cái bạn nó sẽ đưa ra cái hình ảnh mà thành phẩm cuối cùng sau khi mà để edit xong, để cho các bạn có thể hình dung ha. Rồi, cái đây là đo lường, giống kiểu là thống kê vậy, thông tin chi tiết, đo lường thống kê vậy đó, số lượt xem, số lượt tương tác các kiểu thôi. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần mà chia sẻ, lại chúng ta sẽ thấy được là cái phần liên kết cộng tác viên nè. Thì bạn có thể là chọn cái kiểu là những người bạn, chỉ các bạn mới có thể truy cập, hoặc là mọi thành viên thuộc là cái Canva Pro này, hoặc là bất kỳ ai có liên kết này thì nó sẽ tạo ra cái liên kết này. Và bạn có thể là chọn một trong ba cái như thế này đây. Được. Ví dụ bạn có thể là chọn cái là có thể xem, rồi nó sẽ tạo ra cái liên kết này. Bạn copy cái liên kết này, bạn quăng cho những người bạn bè của bạn thì họ có thể là truy cập vào trong đây, nhưng mà họ chỉ có việc là xem và đào về thôi, chứ họ không làm được bất cứ gì hết. Còn nếu mà bạn chọn cái phần mà ai có liên kết và sửa thì người ta sẽ vô sửa tùm lum trong đây ha. Thì cái phần này các bạn lưu ý là phải chỉnh cho đúng nha. Bình thường thì một mình bạn có quyền này thì nó sẽ ổn hơn. Rồi, bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy là những cái liên kết với Google Classroom nè, Microsoft Teams nè, đó, cái kiểu nó đều có ở đây. Rồi, tiếp nữa thì bạn cũng có thể là tùy chọn thêm một số các cái tính năng đó. Ở đây cửa đến điện thoại, ghi hình, trang web kiểu nè, đó, hay là trên mạng xã hội nè, đó, rồi lưu nè, tải xuống nè, đó, những cái phần thêm, những cái tính năng khác ở đây. Rồi, phần gửi tới giáo viên thì liên quan tới lớp học tôi không nói ha. Cái phần chia sẻ mạng xã hội nè, đây cũng là một cái phần cũng khá là quan trọng. Chia sẻ mạng xã hội thì bạn có thể là chia sẻ lên trên là những cái mạng xã hội phổ biến như là Instagram, Facebook, Twitter, hay là trên nhóm, hay là trên tin, trên TikTok, trên Pinterest các kiểu ha. Bạn muốn chia sẻ cái nội dung của bạn lên đâu thì bạn chỉ cần bấm vào đó và liên kết với cái đó thì có thể được ha. Ví dụ trên Twitter nè, đó, chia sẻ nào thì bạn phải kết nối, sau đó bạn mới chia sẻ được ha. Rồi, tiếp nữa đó chính là tải xuống. Thì với cái phần tải xuống á, thì các bạn có nhiều trang ở đây, Tân tạo ra 3 trang đi. Ví dụ 3 trang đây. Ở đây có 3 trang á, thì nếu bạn muốn tải hết cái 3 trang á, thì bạn chọn hết tất cả. Hoặc bạn chỉ tải trang thứ nhất thôi, bạn chọn trang thứ nhất, bấm xong thì chỉ tải được cái trang thứ nhất thôi. Rồi, khi mà tải xuống á, thì ở đây có cái phần mà kích cỡ. Thì đây là bản Pro nên là bạn có thể là tăng cái kích cỡ lên ha. Tăng kích cỡ lên thì cái số pixel này nó càng lớn á, thì cái chất lượng của hình ảnh nó sẽ càng cao ha. Chất lượng hình ảnh nó sẽ càng cao và cái hình ảnh nó càng rõ nét, nó sẽ không bị vỡ ảnh, không bị những cái vấn đề khác ha. Còn nếu mà bạn miễn phí thì nó chỉ cho cái chất lượng mặc định thôi. Rồi, ở đây bạn cũng có thể là chọn thêm những cái tính năng liên quan tới là nền trong suốt nè, họ liên quan đến nén tạp nè. Ở đây thì không cần hai cái này nên là bạn có thể là bỏ dấu check. Và cái cuối cùng Tân nói là cái loại tệp. Thì loại tệp nó sẽ có những loại tệp nào? Nó có là PDF nè, BNG nè, JPG, BNG, PDF, rồi PDF bằng in, rồi SVG, rồi
MP4 hay là GIF. Thì đây tôi sẽ giải thích các cái thể loại hình này. JPG với là PNG là hai cái thể loại hình, đuôi hình, đuôi file và hình ảnh rất là phổ biến. Thì bạn có thể chọn hai cái loại này. Tuy nhiên thì đề xuất vẫn là PNG, bởi vì cái JPG khi mà bạn giảm cái dung lượng xuống á, thì nó sẽ bị mất những cái pixel, những cái thành phần bên trong cái hình ảnh thì nó sẽ không có hay. Nên bạn chọn cái PNG này thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì khi bạn giảm cái dung lượng xuống á, thì nó chỉ có thể là giảm một số cái chất lượng về hiển thị thôi, còn những cái thành phần bên trong đó thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. PDF thì nó là in ra cái file mà đưa ra cái file mà cái file kiểu như ebook gì đó, một cái file văn bản kiểu như ebook. PDF và PDF bản in, nếu mà bạn dùng để in đó, thì nên dùng cái file là PDF bản in, nó sẽ ok hơn. SVG thì dùng cho những cái bản mà thiết kế ở trên web ha, hoặc là trên những cái sản phẩm mà nó kiểu như là file động á. Rồi video MP4 là khi bạn xuất video ra, thì khi nào bạn làm những cái liên quan tới video á, thì bạn sẽ xuất theo cái file là MP4. Rồi cái ảnh GIF á, là ảnh động ha, thể loại ảnh động. Đó là những cái mà bạn cần lưu ý trong cái phần mà chia sẻ cái thông tin với là người khác ha, để có thêm cộng tác viên vào dùng chung cái tài khoản này để thiết kế biên tập này kia kiểu, hoặc bạn có thể là đưa cái phần biên tập này đến với là nhiều người hơn để họ có thể là download sản phẩm về, hay là giúp bạn chỉnh sửa này kia các kiểu. Thì tùy thuộc vào cái chiến lược của bạn và cái cách và làm việc của các bạn trong cái tổ chức như thế nào mà các bạn sẽ có những cái xử lý phù hợp. Ok chưa? Rồi, và lát nữa chúng ta sẽ đi tới cái phần cuối cùng là hiệu chỉnh bên trong cái hình ảnh chi tiết như thế nào. Các bạn hãy bấm subscribe, đăng ký kênh để đón nhận video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.